Top 7 xe khách Hà Giang chạy từ sân bay Nội Bài giá rẻ, chất lượng bạn nhất định phải biết. 1. Nhà xe Bằng Phấn. Nhà xe Bằng Phấn khai thác 8 chuyến xe khách đi từ Nội Bài đến Hà Giang với 4 dòng xe khác nhau. Các chuyến xe được trải dài cả ngày, sớm nhất là 7 giờ và muộn nhất là 22 giờ 30. Tùy thuộc vào dòng xe mà giá vé sẽ có sự thay đổi. 2. Xe khách Mạnh Quân Limousine chạy tuyến Nội Bài Hà Giang. Sử dụng dòng xe cao cấp, hiện đại với các chuyến xe trải dài từ 9 giờ 10 đến 22 giờ 10 với mức giá trong khoảng 300 đến 350.000 đồng. 3. Nhà xe Quang Nghị đi tuyến Nội Bài Hà Giang. Nhà xe sở hữu đa dạng các dòng xe từ 16 tới 40 chỗ với mức giá dao động từ 250 đến 390.000 đồng. Hàng ngày, nhà xe Quang Nghị xuất phát tại sân bay Nội Bài vào các khung giờ từ 7 giờ 30 sáng đến 23 giờ tối. Xe khách Daily Limousine. Xe khách Daily Limousine hiện nay chỉ khai thác duy nhất một chuyến xe từ sân bay Nội Bài đến Hà Giang vào lúc 16 giờ với mức giá là 340.000 đồng. 5. Xe khách Đăng Quang. Tuy chỉ thực hiện vận chuyển khách du lịch một chuyến trên ngày, xuất phát vào khoảng 21 giờ 30 tại sân bay Nội Bài, nhưng nhà xe có sự đa dạng về điểm đón và điểm trả cũng như duy trì mức giá vé khá rẻ. 6. Nhà xe Hà Giang Epic. Nhà xe thực hiện đều đặn 2 chuyến mỗi ngày tại ngã tư Nội Bài vào lúc 8 giờ và 17 giờ với dịch vụ limousine 13 chỗ có nhiều tính năng ưu việt và hiện đại cũng như nhiều chính sách ưu đãi dành cho hành khách. 7. Nhà xe Quang Tuyến đi sân bay Nội Bài Hà Giang. Hàng ngày, xe khách xuất phát vào 4 thời điểm khác nhau từ 11 giờ 15 đến 22 giờ 15 với dòng xe giường nằm 44 chỗ có hệ thống giảm sóc hiệu quả. Vậy bạn đã chọn cho mình được một nhà xe phù hợp hay chưa? Cùng hai chiếc đi cùng một nơi nhé.